Vâng, xin chào các bác đến kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu nhận hình Newton Bike, dòng thương hiệu đến từ Gian, model Gian XTC 800, với vành cặp 27,5, vành Mavic. Và đây cũng là một trong những cái model xe bán rất chạy trong cửa hàng bên em, dòng thương hiệu Gian XTC 800. Còn lần này em về một chiếc với cái tông màu xanh nhân nữa. Bây giờ xin mời các bác tổng hợp xe. Vâng, chưa cùng mình đây là cái mẫu Gian nhận hình Gian XT800, một trong những model thương hiệu đến từ Gian, model cao cấp của dòng Mountain Bike, dòng địa hình XT800, và được xe trang được trang bị với vành cặp bánh 27,5. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe thương hiệu Gian XT800, được rất nhiều bác quan tâm và giá rất là cao, thì lai em về thêm một chiếc nữa với cái tông màu xanh nhạt đó nhá. Bây giờ xin vào đi vào đánh giá cái sơn zin của xe. Có một vài vết sức nhỏ ở trên đây luôn. Em sẽ đi qua qua tổng thể là lớp sơn xe. Tổng thể xe cũng còn rất là đẹp. Và những video trước đây em mình giới thiệu qua thì xe được làm từ hợp kim nhôm Super Light, hợp kim nhôm siêu nhẹ nhé. Xe trang bị với chạy rơm sườn trong khung. Đây là một trong những cái model của sản phẩm có chạy trên đường bên em, nhất là những dòng xe địa hình XTC. Kim nhôm Superline được trang bị với 27,5 là vành khung, vành bánh 27,5, model XTC 800, một trong những cái model xe rất là bán chạy bên cửa bên em. Em và với cái tông màu xanh đen, cổ phước ghi đông của chính hãng của Gian, qua quá trình sử dụng thì nó hơi bị mờ một chút nữa. Đây là cổ phước ghi đông chính hãng của Gian luôn. Theo trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano Deore 10 tầng lip, và sử dụng với bên đằng trước là cụm khuyên dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em trang bị với tay bấm xả 3 tầng đĩa cũng của chính hãng Shimano Deore, và cụm khuyên sau là cụm khuyên dầu thủy lực của Shimano. Đằng trước ghi đông được trang bị với khóa hành trình giảm tốc trên tay. Các tiện lợi đó các bác, ống mở sóc được cho bác đi đường bằng hoặc là đi đường đồi núi. Giảm sóc của Gian chính hãng nguyên bản cho xe, giảm sóc 27,5. Và xe trang bị với vành hiệu cao cấp, vành Mavic M19, vành 27,5 nhé, vành Mavic M19, mayo chính hãng của Shimano, mayo Shimano. Xe vẫn được giữ được bộ lốp zin, lốp chính hãng của Gian, lốp 27,5, lốp zin theo xe. Lốp thì cũng không còn được mới đâu, xe có sử dụng lốp dụng mới, nhưng mà lốp được cái là lốp zin, lốp của Gian. Mã QR code, mã vạch chính hãng của thương hiệu Gian cũng còn trên khung. Sau sử dụng với đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa chính hãng của Gian, gạt đĩa của Shimano Deore. Cụ đề sau là cụ đề Shimano Deore, trang bị với 10 tầng lip. Mayer sau chính hãng của Shimano. Đằng sau trang bị với vành chính hãng của Mavic, vành M19. Lốp zin theo xe, lốp của Gian. Cộng yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Yên nguyên bản theo xe. Và bây giờ xin được cho các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng ở khung xe là size 43. Chiều ngang khung là size 54. Tức là size S đó nhá. Thì các bác là 1m6 đứng trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin vào những chi tiết hoạt động của xe. Xe là trang bị với group Shimano Deore 10 tầng lip, lên lip đây. Xuống lip. Bên phải em một đùi trục rỗng của Gian, 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa,
chút chân thù vượt mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Gian, model Gian XTC 800, xe trang bị với vành bánh cặp 27,5, vành Mavic và group DOD. Và lần này xe giá tốt bên em là 8,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Qua là con thân mẹ qua Zalo 0975 709 943 hoặc YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại ngày mai.